Serie 0735 2014, 29W, rất là lớn các bác. Hàng nội địa Nhật, made in Japan, toàn tiếng Nhật, có vài chữ tiếng Anh, chữ ký hiệu trên những kém kết nối. Tiếng hiệu đầu vào này, cổng quang này các bác, cổng USB DC này, Maram SA805, đường tiếng hiệu đầu ra. Đây là những con có tích hợp bộ dây mã DAC, các bác nhìn như con ốc này. Đấy, nó như thế này này. Đấy, cái tay này còn nguyên chưa lột luôn này. Khiển này các bác, chạy nguồn đầy đủ. Bấm play thì máy sẽ chạy. Đây là đường chọn đường tín hiệu đầu vào input này, mình chọn phần dây mã hay là phần CD vân vân. Nét bài này các bác. Nó vẫn chạy máy từ nha các bác. Tốc độ đẹp rất là nhanh. Máy là như mới luôn. Sau đây em mời các bác cùng xem cái nội thất và cấu hình bên trong của những dòng 8005 và dòng Hi-Fi nó sẽ như thế nào. Em đang giao các bác là giá 14 triệu rất là tốt để bác mình sở hữu. Con này nếu các bác tham khảo ngoài bác thì họ đang giao cũng phải là 16 17 triệu nha các bác. 8005 nha bác, đầu lớn nha. SA8005 mới thiếu hộp số, tích hợp bộ dây mã DAC cao cấp luôn. Giá em giao là 14 triệu. Em chỉ có một con duy nhất về ngày hôm qua nên em lên sóng, các bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Cọc tiền các bác cọc khoảng 10% trở lên, còn chuyển khoản đủ em bớt trực tiếp vào sản phẩm là 200.000 nhé. Là còn là 13.8 triệu nếu chuyển khoản đủ, còn cọc tiền thì cọc 1.5 triệu trở lên. Đây là bên trong cấu hình của con SA8005, các bác sẽ thấy được một cái cấu hình nguồn xuyến vàng. Đấy, ốc mà vàng rồi, nguồn xuyến. Nó sử dụng nguồn xuyến nha, dòng cao cấp nha. Bộ cơ đây các bác, bộ cơ được nằm trong khe và hiện tại đang chạy này. Đây là đường xuất tín hiệu đầu ra. Đây là phần bo, mặt DAC, phần nguồn. Đây là phần nguồn, phần DAC, phần xuất tín hiệu ra. Và đây là cấu hình bên trong của nó như mới nha các bác. Rồi video này là kết thúc. Em giới thiệu con CD tích hợp bộ dây mã DAC cao cấp đến từ hãng Marang, hàng nội địa Nhật Japan, công suất lên tới 29W, SA8005, giá là 14 triệu. DHD các bác. Còn đây là con Denon DVA1, tích hợp bộ dây mã DAC, chạy 8 con dây mã DA. Con này đẹp như mới nha. Nặng hơn 20kg. Mới tinh nha. Bác nào đang tìm một con CD mà vừa nghi nhạc gọi là hay, CD hay vừa nghi mà dây mã DAC hay luôn á, thì chọn nghe em này. Vì hầu như nó luôn hơn hẳn những cái con S10 3 la mã Limited, dầu rằng giá nó tốt hơn. Hầu như ở dưới tầm tiền dưới 20 triệu các bác không có con CD nào mà qua được con A1 hết nha. Kể cả lẫn nghe lẫn nhìn luôn. Con này series là 00846 nha. Full cổng ăn chơi luôn nha. 00846. Đây là cổng út. Út rất là nhiều nha. Để các bác kém rề kém vào sub vô tư. Điện là điện 100V. Công suất con này lên tới là 38W nha. Như mới nha các bác. Như các bác vừa đập thùng xốp ra luôn. Dây nguồn zin và khiển zin. Dây nguồn của nó là nguồn vàng. Đấy. Khiển zin. Đây, mời các bác cùng xem phía trên nóc của nó này. Em nói thì đang nhận chạy bình thường nha các bác. Chạy hoàn hảo hết. Bấm một cái là chạy liền luôn. Phía trên này ốc ác này. Con này em đang giao là 15 triệu bao ship nha. Bác nào chốt cho nhanh tay. Cái này thì lâu lâu mới có một con về quá. Con A1 rất là hiếm những dòng đường tầm cao. A1. Những con S10 này, 2 la mã, 3 la mã không có cửa với con A1 coi nha các bác. Kể cả con Limited luôn. Dù rằng nó đắt hơn con A1. Với 8 con giải mã được sử dụng vào bộ phận nhạc mạng, nằm trong bộ phận xử lý âm thanh DAC của con CD này, như mới nha bác. Nói chung là như khui đồng xốp. Sau đây em mời các bác cùng xem cái cấu hình siêu khủng của con A1 được bố trí bên trong nắp máy này. Giá bên em là đã bao gồm phí ship nha. Các bác cọc tiền thì cọc 10% trở lên, còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt trực tiếp vào sản phẩm là 200, là còn 14.800. Để mở được con CD này các bác phải mở hai lần nắp. Một nắp đầu tiên là một nắp thép rất là dày dặn và có một cái phần bảo vệ phía trong này nữa nè.
và bên trong này là một cái miếng thép bọc đồng tăng để chống nhiễu các bác. Những dòng mà đồ cao cấp CD hay là Omni đều có hệ thống chống nhiễu bằng bọc đồng. Vâng, đây là cấu hình bên trong các bác. Tất cả khung thành và sườn là đều được bọc đồng với các bác, bọc đồng hết, toàn thân hết. Và đây các bác nhìn được cấu hình của em nó rất là khủng. Đây là phần nguồn, phần này là phần cơ, phần bộ xử lý âm thanh dày đặc nên nó rất là nặng các bác. B như B một cái âm ly. Nó sử dụng 8 con BCM1704 nha. Mỗi vế là sử dụng 4 con. Còn như là 8 con giải mã DA đó. Bác nào mà lấy con này alo cho em nha, em về được một con duy nhất thôi. Một trong những siêu phẩm cực kỳ ngon.